thử ngay Novi thạch đầu mới từ nước ép trái cây. Bóc thạch đầu dài ai cũng thích, hút vị đào tràn ra thành mát. Nhai cherry thạch đầu thật ngon ngon và bóc hút nhai thật đã. Mình bỏ qua hận thù để hợp tác cho hai bạn Nu và chị Vi. Chị Vi, tất cả vì niềm vui của các bạn nhỏ. Thôi được, chúng ta sẽ cùng hợp tác vì các bạn nhỏ. Gọi Trùm Bốt xuống đây đi. Hỏi phải gọi, ta chờ nãy giờ rồi đây. À, bất ngờ quá ông dạ. Oh, oh yeah, chuyện chưa từng có xảy ra. Đã hoàn thành bộ quà tặng mới rồi. Thước kẻ thẳng tóc, chính xác đến từng mm. Bút chì siêu bền, ngòi chì chắc chắn, không lo bị gãy ngòi khi đang viết. Vừa đậm nét, vừa dễ tẩy xóa. Chút bút chì Nuvi siêu nhỏ gọn, giúp chút bút chì cực nhanh. Gom tẩy sạch bông kim kít, dễ dàng phủi bỏ cặn. Tất cả sẽ được gom thành một bộ đông màu, kèm với hộp bút chắc chắn để các bạn nhỏ cất đồ dùng học tập, không lo thất lạc. Chúng ta có thể gom lại thành một bộ 7 món quà như vậy nè, gọn gàng tiện lợi em. Đúng đúng. Phát minh của các ngươi chỉ có vậy thôi sao? Xem quà của ta đây, bản vẽ điện tử thông minh vừa học vừa chơi. Các fan của ta có thể viết, vẽ, tính toán bao nhiêu tùy thích mà không sợ tốn giấy. Tên tên. Wow, đúng là thiên tài hắc ám. Còn phải nói, sếp thông minh không ai bằng luôn. Rồi các trường học Việt Nam ai cũng cầm theo bản vẽ có hình sếp. Ủa, ai nói vậy? Bộ dụng cụ học tập sáng tạo cũng có hình anh Nô Kỵ Vi, cả Bi với bà bò nữa nè. Nhưng bản vẽ của ngài Bói to hơn. Bản vẽ của các người cũng đâu có hình bóng ta. Ai bảo các người không làm đồ của ngài đó. Thôi thôi, đã hợp tác thì chúng ta phải giúp nhau chứ. Đúng đó, ta sẽ làm thêm bộ dụng cụ học tập có in hình Trùm Bót. Phải vậy chứ, ta cũng sẽ ưu ái cho các ngươi được lên hình trên bản vẽ thông minh của ta. Được rồi, ta đem tặng các bạn học sinh những món quà này thôi. Giờ tan trường. Tan học rồi. Ủa? Wow, nhìn kìa. Màu sắc đẹp, vừa nhiều công dụng, cầm lên ngầu số 2, không ai số 1 hết. Mau lại đây các bạn nhỏ ơi. Bộ dụng cụ học tập sáng tạo nhiều màu sắc cho các bạn lựa chọn luôn nè. Bản vẽ điện tử thông minh là phát minh của Trùm Bốt ta, dành tặng cho các fan yêu dấu. Đừng quên, còn có cả ba lô chống gù tiện lợi để mang tất cả những món quà theo mà không bị gù lưng nha. Có ngày, có ngày. Mọi người nhớ xếp hàng cho tới lượt nha, không việc gì phải vội. Ê, cá xem bộ dụng cụ học tập sẽ hết trước hay là bản vẽ sẽ hết trước không? Chúng ta làm nhiều lắm, sao mà hết được? Sợ thua chứ gì, phát minh của ngài Bót chắc chắn phải được các bạn nhỏ thích hơn rồi. Còn người đó mà nói nhảm nữa hả? Lấy thêm đồ cho con đi. Không thấy fan của chúng ta tới đông như vậy rồi sao? Dạ tụi em đi liền. Muốn cá xem quà có hình ta với hai người các ngươi, bên nào hết nhanh hơn không? Ăn gian, quà có hình tụi ta nhiều hơn của ngươi luôn đó. Trùm Bốt cũng không khác gì Vicky. Wow, bộ dụng cụ học tập hình Trùm Bốt ngầu quá xa. Cháu hâm mộ Trùm Bốt lắm, nhất định cháu sẽ giữ gìn những món này thật cẩn thận. Tốt tốt, nhớ phải khoe mọi người là fan cứng của ta nữa đó. Dạ em cảm ơn anh Nô chị Vi, em sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ. Không có gì nè. Nhớ mỗi ngày đến trường là một ngày vui nha. Anh chị ơi, chẳng phải Trùm Bốt là người xấu sao? Để ông ta phát quà vậy có nguy hiểm không? Đừng lo, bọn anh cũng đã nghĩ tới việc đó nên đã chuẩn bị thêm một món quà đặc biệt nữa nè.
các em cũng nhận luôn nha. Đây là đồng hồ định vị siêu thông minh, ngoài nhiều tính năng đa dạng còn có thể xác định vị trí người dùng. Như vậy các em sẽ không phải sợ trùm bốt dở trò gì nữa, vì chúng có thể báo vị trí mà các em đang gặp nguy hiểm cho người lớn. Wow, xịn quá đi. Nhanh tay nạp sữa Nuvi mỗi ngày để sưu tầm trọn bộ quà tặng cực xịn sò từ bọn mình nha các bạn ơi. Với những trang bị cá tính này, mình sẽ là người ngầu nhất lớp. Mong ngày mai lại được đến trường quá đi, mình sẽ đạt thật nhiều điểm cao. Tụi nó lén chế thêm quà riêng sao? Ngài trùm bốt ơi. Anh yêu quý của ta có gì muốn nói? Các món dụng cụ học tập này thật tiện lợi quá đi. Cháu tặng ngài bức vẽ nè. Cha cháu xin chữ ký với ạ. Cháu sẽ đem khoe mọi người. Đẹp quá. Tốt lắm. Fan trung thành của ta là phải như vậy chứ. Hai người đi lòng khung kính bức tranh tuyệt tác này cho ta coi. Dạ sếp. Trùm bót. Coi các bạn nhỏ vui chưa kìa. Đúng là tên Vicky không nói xạo. Trông vẫn đáng nghi lắm mà nha. Thôi, có gì tụi mình sẽ theo sát những kế hoạch của trùm bót để hắn không làm hại đến các bạn nhỏ Việt Nam được. Tạm biệt. Mọi người năm học mới thật nhiều niềm vui nha. Nhớ cho chị học tập, giành nhiều điểm cao nha. Các người cứ chờ xem. Muốn ngay Nuvi, săn linh thú đổi siêu quà mùa 2. 24 thẻ nhận bộ dụng cụ học tập sáng tạo, 36 thẻ nhận bản vẽ điện tử thông minh, 48 thẻ nhận ba lô chống gù cực chất, 56 thẻ và một thẻ đồng hồ nhận ngay đồng hồ định vị siêu ngầu. Nạp Nuvi săn linh thú đổi siêu quà.